Cơ quan điều tra công an thành phố Huế cho biết, ngày 10 tháng 10 năm 2014, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Quang Hùng, sinh năm 1994 ở phường Thủy Bằng, Hương Thủy, và Hồ Văn Hợi, sinh năm 1986, Lê Hồng Phương, sinh năm 1991, cùng ở thị trấn A Lưới, Thừa Thiên Huế, về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2014, một nhóm gồm Hùng, Hợi, Phương và một số người khác ngồi chơi tại quán bar Victory, số 7 đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Huế. Tại đây, Hùng có mâu thuẫn với Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1977, ở Vĩ Dạ, thành phố Huế. Lời qua tiếng lại, Hùng gọi thêm đồng bọn mang 5 cây dao đến quán, rồi Hùng dùng dao chém tới tấp vào người anh Cường. Hợi và Phương dùng dao đứng hỗ trợ cho Hùng. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng lên xe taxi tẩu thoát, nhưng không lâu sau thì bị lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh truy đuổi bắt giữ và bàn giao cho công an phường Phú Hội, thành phố Huế. Hậu quả, anh Cường bị thương tích, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Qua giám định, tỷ lệ thương tích của anh Cường là 21%. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Hùng, Hợi và Phương tạm giam 3 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ.